Ngày 6 tháng 4 năm 2023, một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Liên quan đến vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị truy tố 4 bị can khác cùng tội danh với bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Theo kết luận, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự 9 người gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng những thông tin bà nói trên livestream do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Tại Bình Dương, các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng xúc phạm người khác có người xem nhiều nhất lên đến 926.000 lượt xem, 41.000 lượt thích và 32.000 lượt bình luận. Theo kết luận điều tra, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, bị can Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận. Ngoài hành vi của bà Phương Hằng và đồng phạm, nội dung kết luận điều tra còn ghi nhận những yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tổn thất tinh thần của các bị hại đối với cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm bồi thường 30,4 tỷ đồng tiền tổn thất vật chất, 14,9 tỷ đồng tiền tổn thất về tinh thần. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất số tiền 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vi Oanh chưa yêu cầu bồi thường về vật chất, nữ ca sĩ yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm cô. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà đều không yêu cầu bồi thường về vật chất. Song các bị hại người này yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Đây là một vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều người dân và đặc biệt là cộng đồng mạng.